chào đón quý cô bác và anh chị đến với chuyên mục Tử Vi ngày mới trên kênh Tử Vi Phương Đông. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi tới lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tử Vi Phương Đông trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn đã biết, kênh Tử Vi Phương Đông chuyên đăng tải những video về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Trong đó có rất nhiều video được sự quan tâm của anh chị và các bạn quan tâm like và chia sẻ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp nhằm ngày 21 tháng 9, tức là ngày Nhâm Dần, tháng Canh Tuất. Năm Nhâm Dần là ngày hoàng đạo, tư mệnh, tuổi xung với ngày Canh Thân, Mộc, Bính Thân, Hỏa, Bính Dần, Hỏa, Bính Thân, Hỏa, giờ hoàng đạo, Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Thìn từ 7 đến 9 giờ, Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Xem tử vi ngày 16 tháng 10 năm 2022 chủ nhật tuổi Tý, tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, 27 năm Mộc Đức Nữ Thủy Diệu, cần xem lại những phương tiện xe cộ, máy móc trước khi sử dụng hoặc di chuyển. Nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Có quý nhân giúp đỡ. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hẹn hò, định đám, tiệc tùng. Có thân nhân, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, 39 nam Thủy Diệu Nữ Mộc Đức. Không nên mưu cầu toan tính làm ăn, đầu tư sẽ không có kết quả. Tình hình ở bên ngoài đã hoàn toàn đổi khác. Nhận được nhiều tin tức trái ngược nhau đưa đến bán tín bán nghi. Không nên di chuyển, đi không lại về không. Nói chung là nên ngồi yên, để mọi việc xảy ra tự nhiên. Hao tài về xe cộ, máy móc, di chuyển. Dù có tiền cũng phải hao tốn hoặc phải hoàn trả các dịch vụ đáo hạn. Các việc đã có sự hẹn ước. Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý, Mộc, 51 nam Vân Hớn Nữ La Hầu, ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo âu giải quyết. Dù có gặp trắc trở khó khăn đến mấy cũng nên kiên nhẫn, không nên bỏ ngang, nhất là những việc đã có hứa hẹn. Gặp gỡ, giao thiệp chỉ đưa đến hao tốn, mất thì giờ. Tuy nhiên cũng có tài lộc. Có sự gặp gỡ bè bạn, người thân hoặc có tin, có cuộc đi ngắn. Có tin buồn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, 63 nam Mộc Đức Nữ Thủy Diệu, mưu sự việc gì cũng không nên để người khác nhúng tay vào, hãy tự mình quyết định. Đề phòng sự thị phi. Kiện cáo, tranh luận không dứt, hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có người đi xa. Tài lộc còn chậm, khó khăn, dễ hao. Có tin buồn. Xem tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, 75 nam Thủy Diệu Nữ Mộc Đức, mọi việc đều có thể xảy ra dù tốt hay xấu. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những công việc có sự dây dưa, rắc rối, dính líu đến nhiều người, nhiều việc. Ngày gặp nhiều áp lực, bận rộn, lo âu. Sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn. Ngày mong cầu nhiều tin tức để xoay chuyển tình thế. Nếu là ngày nghỉ và không có việc gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi. Xem thêm tử vi tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp. Tử vi tháng 10 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo. O xem tử vi ngày mới chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022 tuổi Sửu, cuối tam tai. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Sửu, Thủy, 26 nam Thái Âm Nữ Thái Bạch. Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới, cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm. Không nên vội vã tiến hành hoặc hấp tấp quyết định, mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng, nên chờ đợi. Có tài lộc. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, 38 nam Thổ Tú Nữ Vân Hớn, không nên quyết định hoặc tiến hành những việc lớn lao gặp sự trắc trở, khó khăn, bị chơi xấu. Có người dòm ngó. Có tin vui nhỏ về chuyện tình cảm, tài lộc bình thường. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, công danh, bè bạn. Nên đề phòng rủi ro khi làm việc, di chuyển. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, 50 nam Thái Dương Nữ Thổ Tú, nếu có sự hoàn tất, kết thúc thì phải nên xem xét lại. Việc gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng, dù đã có toan tính, sắp xếp, e có sự thiếu sót, hoặc nhận tin cần phải làm công việc mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn,
thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, tiến nhanh có hại. Tài lộc dễ hao, hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước. Có quý nhân giúp đỡ. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, 62 nam thái âm nữ thái bạch, ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, đính ước, kết hôn, giao thiệp. Có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan. Tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho có sự bỏ dở, chậm chạp, nội bộ lục đục, mít lòng, hiểu lầm, làm sai lạc ý định mong cầu. Có tài lộc. Ngày của sự đến hạn kỳ của các việc cũ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, 74 nam thổ tú nữ vân hớn nếu có sự hoàn tất, kết thúc thì phải nên xem xét lại. Việc gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng dù đã có toan tính, sắp xếp, e có sự thiếu sót, hoặc nhận tin cần phải làm công việc mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, tiến nhanh có hại. Tài lộc dễ hao, hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước. Có quý nhân giúp đỡ. Xem tử vi ngày 16 tháng 10 năm 2022 tuổi Dần, tử vi hôm nay tuổi Mậu Dần, Thổ, 25 nam kế đô nữ Thái Dương, ngày tuổi của bổn mạng. Cẩn trọng việc đi xa, di chuyển. Không nên tiến hành hay giải quyết những việc lớn, không có lợi. Có sự bận rộn về công việc cũng như tiếp thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Dù là việc tình cảm hoặc vui chơi cũng không có sự như ý, nên tu bổ, sửa chữa, hoặc làm những việc đã có dự tính trước. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, 37 năm La Hầu nữ kế đô, ngày tuổi của bổn mạng. Không nên tiến hành hay giải quyết những việc lớn, không có lợi, hoặc có sự bỏ dở, phá ngang. Dù là việc tình cảm, vui chơi cũng không như ý, có chuyện phiền lòng, rủi ro. Nên tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa, hoặc làm những việc đã có dự tính trước. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, 49 nam thái bạch nữ thái âm, ngày tuổi của bổn mạng. Không chờ tin mới, ý kiến của người khác mà phải tự quyết định tiến hành thay đổi công việc cần làm. Tình thế đã đổi khác, nên theo hoàn cảnh mới. Tình cảm không tốt, gia đạo vui buồn lẫn lộn. Có tài lộc nhưng dễ hao. Có người đi xa. Chỉ nên làm việc, lợi lộc sẽ tự đến, hoặc thoát được hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, 61 nam kế đô nữ Thái Dương. Ngày tuổi của bổn mạng. Cẩn trọng trong việc đi xa, di chuyển. Không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc lớn lao, không có lợi, có sự bận rộn về công việc cũng như tiếp thân nhân, bè bạn, tiệc tùng, hoặc khởi đầu công việc có trở ngại. Hoặc phải hoàn tất việc cũ mới tiếp tục cho công việc mới. Dù là việc tình cảm hoặc vui chơi cũng không có sự như ý, nên tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa, hoặc làm những việc đã có dự tính trước. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, 73 nam La Hầu nữ kế đô. Ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có nhiều trở lực, khó khăn, hoặc có nhiều tin tức trái ngược nhau khiến phân vân trong việc quyết định. Đề phòng tiểu nhân, hoặc có sự bất đồng ý kiến. Tránh mọi tranh giành có hại đến công danh, tình cảm, nhân nghĩa. Có tài lộc, nhưng dễ hao về di chuyển, việc làm, tình cảm. Xem tử vi ngày 16 tháng 10 năm 2022 tuổi Mão, tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ. 24 nam vân hớn nữ La Hầu, ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, 36 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, mọi việc không nên xem thường, cần cẩn trọng vì có nhiều sự việc xảy ra không như ý muốn, dễ gặp rủi ro, hao tán. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày. Chuyện vui chơi, giao thiệp nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, xem lịch vạn niên cho thấy mọi việc xảy ra sẽ không được như ý mình mong muốn. Có nhiều sự rủi ro bất trắc, dời hẹn, sai hẹn. Không nên nóng nảy,
hấp tấp quyết định mà lỡ thời cơ, nên chờ đợi vào một dịp khác. Không mưu cầu chuyện lớn dễ bị gãy ngang hoặc gặp rủi ro, tai nạn. Công việc bị đình đốn, dở dang khó xoay trở. Tài lộc còn chậm, dễ hao. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão, Kim. 60 năm vân hớn nữ La Hầu, ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, 72 năm Mộc đức nữ thủy diệu, nên xem xét lại những việc cũ còn có sự thiếu sót hoặc sắp xếp chưa có sự thỏa đáng, cần phải điều chỉnh lại. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm về đồ đạc, vật dụng. Ngày có tin tức, cuộc gọi, hoặc có người đến làm gián đoạn công việc. Có cuộc mời vui chơi, tiệc tùng, ăn uống. Hao tài về mua sắm, quà tặng. Cẩn trọng trong việc đi xa, có rủi ro, chậm trễ, hoặc bị phạt vạ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, 46 năm La Hầu nữ kế đô, không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mít lòng, thiệt thòi. Nên tiến hành, giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về chuyện làm ăn, giao dịch. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, 58 năm Thái Bạch nữ Thái Âm, dù tình thế có biến chuyển đến đâu thì cũng nên bình tĩnh không nên hấp tấp giải quyết. Ngày có nhiều tin tức, sự việc đến phải lo, bận rộn. Cần phải bỏ bớt những chuyện không cần thiết và chú ý vào những việc quan trọng hoặc những vấn đề đã được định trước. Hẹn trước. Có tin buồn. Cẩn trọng khi di chuyển, sử dụng xe cộ máy móc. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, 70 năm kế đô nữ Thái Dương, nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc. Mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi. Có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn, hoặc phải chi phí cho những công việc định kỳ, giao thiệp. Nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Xem tử vi ngày 16 tháng 10 năm 2022 tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc. 21 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức, 81 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu. Việc gì nếu đã thấy có lợi thì không nên tiến thêm. Chỉ nên hoàn tất những công việc còn sót lại ở quá khứ hoặc đã có sự hứa hẹn, dự tính. Nên giữ mối giao hảo cho thuận thảo. Có tin xa hoặc có sự gặp gỡ. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ nhất là vào cuối ngày, hoặc gặp chuyện không hay. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, 33 năm vân hớn nữ La Hầu, nếu thấy có lợi thì nên dừng bước, không nên tiến thêm. Trong ngày sẽ còn có nhiều chuyện bất lợi xảy đến. Cẩn trọng trong việc di chuyển, đi xa, sử dụng máy móc, xe cộ. Không nên tin tưởng quá đáng vào tin tức, lời hứa, ước hẹn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Có tin xa. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có tiệc vui nhỏ, giải trí. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, 45 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, hãy cố gắng giải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau. Nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở. Có tin xa hoặc có sự gặp gỡ. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Tuy nhiên việc mong cầu về tài lộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ, có tin vui. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy. 57 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức ngày có sự bôn ba, vất vả và có nhiều sự kiện, tin tức đến cần phải lo toan. Mọi việc không nên toan tính hoặc tin tưởng vào kinh nghiệm của mình. Sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác mà lại không tốt, hoặc có người, thời thế gây áp lực không thuận lợi. Mọi việc hãy để tự nhiên. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng xe cộ. Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ, Kim, 69 năm vân hớn nữ La Hầu, ngày có sự hao tốn về tiệc tùng, mua sắm, gặp gỡ, hò hẹn. Cầu về công việc thì hay gặp sự trắc trở, nội bộ có nhiều mâu thuẫn, trái ý nhau một cách ngấm ngầm. Đề phòng chuyện thị phi, khẩu thiệt.
ngày chỉ có những tin đem đến không có lợi. Tài lộc kém, hoặc vào nhanh ra nhanh. Nên hết sức cẩn trọng khi đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Nhà có người đau ốm, có chuyện buồn, hoặc súc vật bị bệnh tật, tai nạn. Xem tử vi ngày 16 tháng 10 của 12 con giáp tuổi Mùi. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mùi, Mộc, 20 năm thổ tú nữ Vân Hớn, 80 năm thái âm nữ Thái Bạch. Nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh, vì chưa phải là đúng thời cơ. Tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo. Có thể có sự dòm ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói. Có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cộ, đề phòng rủi ro về chuyện này. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, 32 năm Thái Dương nữ Thổ Tú. Mọi việc không nên hấp tấp, bước vào việc là có rủi ro hoặc hư hại, có người không vừa ý, có chuyện buồn. Tuy nhiên sẽ có kết quả tốt. Nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp. Tài lộc có sự trắc trở hoặc phải thêm điều kiện mới có. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc có công việc mới. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, 44 năm thái âm nữ Thái Bạch. Nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh, vì chưa phải là đúng thời cơ. Tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo. Có thể có sự dòm ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói. Có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cộ, đề phòng rủi ro về chuyện này. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, 56 năm thổ tú nữ Vân Hớn. Mọi việc không nên xem thường vì tình thế có nhiều biến chuyển bất ngờ hoặc gặp nhiều áp lực. Lấy sự an toàn làm điều chính, đề phòng rủi ro. Cần tránh mọi sự tranh cãi, thị phi sẽ đem đến nhiều sự mít lòng và công việc cũng không giải quyết được. Mọi việc đều phải chậm rãi, đề phòng rủi ro về đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, 68 năm Thái Dương nữ Thổ Tú. Ngày có sự hội ngộ, tiệc tùng, tu bổ, sắp xếp lại công việc, hoặc có tin tức ở nơi xa. Không nên bày vẽ thêm sẽ không có kết quả. Mọi việc chỉ nên giới hạn khi cần thiết. Tài lộc dễ hao, có người đi xa, gặp lại người xưa. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ cần phải giải quyết. Xem tử vi ngày 16 tháng 10 năm 2022 tuổi Thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, 31 năm Thái Bạch nữ Thái Âm. Ngày xung của bổn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc trắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp, vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý, nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an, đi xa, di chuyển bất lợi. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, 43 năm kế đô nữ Thái Dương. Ngày xung của bổn mạng. Ngày có rất nhiều biến động, biến chuyển trong công danh, tình cảm, tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết. Tin tức tốt xấu lẫn lộn, nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình. Nên cẩn trọng trong việc di chuyển đi lại, sử dụng xe cộ máy móc, có rủi ro. Không nên bày vẽ thêm sẽ gặp rắc rối. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân, Thổ, 55 năm La Hầu nữ kế đô. Ngày xung của bổn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc thuận lợi đến đâu cũng không nên hấp tấp, vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý, nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an, đi xa, di chuyển gặp trở ngại chút ít. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, 67 năm Thái Bạch nữ Thái Âm. Ngày xung của bổn mạng. Trong việc giao thiệp qua lại giữa mình và người khác nên có sự dè dặt. Có sự trái ý, hiểu lầm, bất mãn ngấm ngầm. Có cuộc đi ngắn hoặc gặp việc cần phải giải quyết. Ngày có nhiều điều không an tâm, có tin buồn, nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, 79 năm kế đô nữ Thái Dương. Ngày không tốt. Không nên mưu cầu hoặc giải quyết ngay các công việc quan trọng. Ngày có nhiều tin tức xấu hoặc bạc tin, nên dự tính cho mình đường hướng khác. Trong việc gặp gỡ, bàn thảo dễ gây ra chuyện xích mích, lôi thôi, chơi xấu. Tài lộc dễ hao,
có hạn đi xa. Xem tử vi ngày mới chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022 tuổi Dậu. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim. 30 nam thủy diệu nữ mộc đức theo lịch âm thì dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về tai nạn, rủi ro, bệnh tật. Chính bản thân cũng nên cẩn trọng về việc này. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết. Đề phòng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, 42 nam vân hớn nữ La Hầu, có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình, nhưng cũng không nên mừng vội vì phải có sự trả giá, có điều kiện, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước, đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, 54 nam mộc đức nữ thủy diệu, dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về tai nạn, rủi ro, bệnh tật. Chính bản thân cũng nên cẩn trọng về việc này. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết. Đề phòng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Dậu, Hỏa, 66 nam thủy diệu nữ mộc đức, việc gì cũng không nên đi quá giới hạn của nó, dễ đem đến phiền lòng, bất lợi, rủi ro. Không nên háo thắng. Nếu có sự chậm trễ hoặc không có phương hướng giải quyết thì để dành vào một ngày khác. Cũng không nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng tình cảm. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, 18 nam mộc đức nữ thủy diệu, 78 nam vân hớn nữ La Hầu, có nhiều bối rối hoặc có những sự kiện dồn dập khiến mình phải giải quyết, vừa về công việc vừa có thân nhân, bạn bè đến. Có tin về rủi ro, tai nạn, bệnh tật, hoặc gặp sự trắc trở của người thân nhưng cũng liên quan đến mình. Chuyện bàn luận coi chừng lạc đề. Xem tử vi ngày 16 tháng 10 năm 2022 tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, 29 nam thổ tú nữ vân hớn ngày không tốt. Công việc dễ bị phá ngang hoặc đứng chừng do tin tức hoặc hoàn cảnh xảy ra trái ngược. Tin tức xấu. Có sự hư hại về vật chất. Nên thanh toán những việc xưa cũ cho êm đẹp. Đề phòng tiểu nhân. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, 41 nam thái dương nữ thổ tú, mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên. Đến như thế nào thì hành động như thế đó. Nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn, hãy chờ một dịp khác. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, 53 nam thái âm nữ thái bạch, làm gì cũng phải đề phòng rủi ro, tai ương, họa hại, bất trắc, hoặc có những việc xảy ra ngoài dự tính. Nên cẩn trọng về bổn mạng khi đi đường, đi xa, sử dụng các vật dụng có liên quan đến lửa, điện. Súc vật trong nhà không được tốt. Tuy nhiên ngày này thuận lợi cho những người làm các ngành nghề công kỹ nghệ, thầy thuốc, pháp luật. Về tình cảm nên có sự hòa giải, nhường nhịn sẽ đem lại điều lợi. Tài lộc còn chậm, dễ hao. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Tuất, Mộc, 65 nam thổ tú nữ vân hớn, mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, đến như thế nào thì hành động như thế đó. Nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn, hãy chờ một dịp khác. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, 77 nam thái dương nữ thổ tú, có nhiều biến chuyển thay đổi nhanh chóng và bất ngờ trong ngày. Mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay. Hãy hết sức thận trọng, ngay cả vấn đề đi lại, di chuyển cũng nên cẩn trọng. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, đến hẹn cần phải giải quyết. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Xem tử vi ngày 16 tháng 10 năm 2022 tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, 28 nam La Hầu nữ kế đô, công việc dễ bị bỏ dở, bỏ ngang do có sự kiện khác xảy ra, hoặc có cuộc gặp gỡ ngắn hạn vừa về công việc vừa về vui chơi, tình cảm. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn. Không nên bàn chuyện người hoặc nhúng tay vào công việc của người khác. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, 40 nam thái bạch nữ thái âm, nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, trắc trở đưa đến hao tán.
sức khỏe không tốt. Chuyện vui cũng không vừa ý, ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó khăn. Không nên để người khác nhúng vào chuyện của mình. Nên cẩn trọng khi sử dụng đồ đạc, phương tiện, di chuyển. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, 52 năm kế đô nữ Thái Dương, nếu có tiền bạc, tài lộc thì cũng phải chi phí trong chuyện giao thiệp, đi lại, chuyện tình cảm. Đến đâu cũng không được trọn vẹn vì có những công việc cần thiết phải làm. Công việc có gặp sự trở ngại, gia đạo có tin buồn hoặc có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe, bổn mạng, công danh của mình, người thân. Có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Hợi, Mộc, 64 năm La Hầu nữ kế đô, nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, trắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt. Chuyện vui cũng không vừa ý, ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó khăn. Không nên để người khác nhúng vào chuyện của mình. Nên cẩn trọng khi sử dụng đồ đạc, phương tiện, di chuyển. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, 76 năm Thái Bạch nữ Thái Âm, nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, trắc trở đưa đến hao tán. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ. Sức khỏe không tốt. Chuyện vui cũng không vừa ý, ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ.